Võ Thần Chúa Tể chương 5801, cho ngươi mượn. Giờ phút này, Tác La Gia cảm giác rất đau lòng. Vạn cổ các chủ chờ hai người nói chuyện xong không đợi Tần Trần mở miệng, liền tiếp tục cười nói, lúc trước thần uy của Tần Công Tử, ta cũng ở hiện trường cũng có tận mắt nhìn thấy, kính nể đến cực điểm. Nghe nói Tần Công Tử tự hồ là muốn bán ra một ít bảo vật, nếu không chê nhưng đến vạn cổ các ta, vạn cổ các ta ở toàn bộ vũ trụ hải đều có phân bộ, cái khác không nói giá cả tuyệt đối là già trẻ không gạt. Hả? Tần Trần trong lòng khẽ động. Hắn vốn là muốn bán ra một ít bảo vật. Đối đi nơi nào còn không nghĩ tới, nếu vạn cổ các này tự mình tìm tới cửa ngược lại là chưa hẳn không thể thử một lần. Tần công tự ý như thế nào? Vạn cổ các chủ mong muốn nhìn Tần Trần, đôi mắt đẹp chấp động. Tác La Gia nhìn về phía Tần Trần, truyền âm nói, nếu là bán ra bảo vật vạn cổ các này đích thật là một lựa chọn không tồi, ta Komodo thú tộc muốn tiến hành một ít giao dịch cũng sẽ tìm vạn cổ các này. Vậy mời các chủ đại nhân dẫn đường. Tần Trần mỉm cười nói, "Mời hai vị." Vạn cổ các chủ mặt lộ vẻ mỉm cười, giơ tay lên, lúc này ở phía trước dẫn đường. Dưới sự dẫn dắt của vạn cổ các chủ, thời gian rất nhanh hai bên đã đi tới vị trí tổng bộ của vạn cổ các ở Nam nguyên thành. Tổng bộ vạn cổ các nằm ở trung tâm Nam Nguyên Thành, vị trí tốt hơn nhiều so với tổng bộ khô lâu hội cùng khu vực với tổng bộ thiên ngoại lâu. Khi Tần Trần bọn họ hàng lâm nơi đây thời điểm tự nhiên dẫn phát thế lực khác một ít xung xao, thiên ngoại lâu bên trong càng là có chút gà bay chó sủa cho rằng Tần Trần muốn tới tìm sự tình. Thật sự là bộ xương lúc trước kết cục quá mức dọa người khó tránh khỏi làm cho người ta có chút hết hồn hết vía bất quá sau khi nhìn thấy Tần trần được vạn cổ các chủ dẫn vào tổng bộ vạn cổ cát mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trong vạn cổ cát đám người tầng trần nhất nhất ngồi xuống vạn cổ cát tổng quản sự tự mình đi ra ngoài pha trà rất nhanh liền dâng lên trà ngon vừa tiến vào thính phòng cát liền nhìn thấy vạn cổ các chủ nửa tựa ở trên giường ngực sữa nửa lộ quần áo tùy ý rơi xuống một bên lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết cực kỳ hỗn độn mông lung chi mỹ các chủ ngươi. Vạn cổ các tổng quản sự thấy thế, vội vàng cúi đầu không dám nhìn thẳng, đem trà cẩn thận dâng lên. Đây chính là có người ngoài ở đây, xưa nay các chủ tùy ý một chút thì thôi nhưng hiện tại các chủ nàng. Ai? Vạn cổ các tổng quản sự trong lòng cười khổ không biết nên nói cái gì cho phải. Tuy rằng hắn cũng biết các chủ nhìn như hấp dẫn kỳ thực rất nặng đúng mực chật nhìn lộ ra rất nhiều, nhưng nếu là cẩn thận xem xét nhiều lắm là lộ ra một ít đùi gì đó mà thôi, cũng không phải là loại người khinh bạc này. Nhưng tại mới vừa nhận thức ma đầu trước mặt liền như thế tư thái, sẽ không sợ kia tầng trần tà hỏa đại phát đi lên động thủ sao? Hai vị trà này chính là đại đạo thần trà vàng cổ các ta hái được từ vũ trụ hải, bắt nguồn từ đại đạo chi nguyên, ẩn chứa đại đạo chi lực chính là bảo trà hiếm có. Hai vị có thể tinh tế thưởng thức một phen. Vạn cổ các chủ bưng trà lên cười hiếp mắt nói, vung tay lên hai chén trà chính là hiện tại trước mặt tần trần cùng tác la da nàng môi đỏ mộng khẽ mở dọc theo mép chén nhẹ nhàng liếm một cái tận hiện vô tận hấp dẫn ai nha má ơi tác la da thấy thế trọng mắt trừng vội vàng học vạn cổ các tổng quản sự cúi đầu xuống nữ tử nhân loại này cũng quá phóng khoáng trên thực tế nó cùng tần trần chi tiền phó vừa tiến đến vạn cổ các chủ liền trực tiếp ở trước mặt hai người nằm xuống đem nó đều cho xem mộng phi lễ chớ nhìn. Tát la da cúi đầu nhanh chóng đi uống đại đạo thần trà trong miệng. Lấy cái miệng rộng của nó một ngụm là có thể uống sạch, nhưng nó lại giống như muốn tinh tế thưởng thức, từng chút từng chút nhấp, phản phất trong nước trà này mọc ra hoa nhìn thế nào cũng không đủ, chính là không muốn ngẩn đâu. Nó coi như là người từng trải liếc mắt một cái liền nhìn ra tư thái vạn cổ các chủ này như thế, hiển nhiên là triển lộ cho đại nhân xem, mình ngàn vạn lần đừng phá hư chuyện tốt của đại nhân, vạn nhất đại nhân nhìn đúng vạn cổ các chủ này mình vẫn nhìn chăm chăm, chẳng phải là làm cho đại nhân không vui sao? Tần Trần không nhìn tư thái của vạn cổ các chủ thưởng thức một ngụm nước trà. Nhất thời mùi thơm nồng đậm của đại đạo trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, không khỏi gật đầu tháng phục, đúng là trà ngon. Giờ phút này lỗ chân lông cả người hắn đều giãn ra, có từng đợt từng đợt khí tức đại đạo lưu chuyển trong thân thể hắn, khí tức đại đạo này cực kỳ yếu ớt, kỳ thật đối với thực lực của hắn cũng không tăng lên nhiều lắm, lại có thể khiến hắn đối với cảm ngộ đại đạo có cảm xúc đặc thù nào đó cực kỳ thần kỳ. Cả người giống như đặt mình trong đám mây phiêu phiêu dục tiên. Khó trách trong vũ trụ hải cường giả nhiều như mây như thế đại đạo thần trà. Nếu một đỉnh cao siêu thoát có thể ngày đêm thưởng thức, đối với đại đạo cảm ngộ tất nhiên sẽ có kinh người bay vọt bước vào đại đế cảnh giới xác suất đem tăng lên mấy lần không ngừng tần trần nhẹ nhàng cảm khái trong vũ trụ hải có quá nhiều bảo vật nếu tần công tử có hứng thú bổn các chủ có thể cho công tử một ít đại đạo thần trà mang về pha vạn cổ các chủ cười hiếp mắt nói vậy đa tạ các chủ tần trần mỉm cười sau đó tay ném ra vài món chí bảo không gian trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay ném về phía vạn cổ các chủ lần này tần mổ là tới bán ra bảo vật kính xin các chủ xem xét một phen bảo vật trong tay tầng mổ đến tột cùng giá trị bao nhiêu. Vạn cổ các chủ tiếp nhận chí bảo không gian, lại không vội vã đi xem xét mà là cười nói, tầng công tử ta tên là Sở Nguyệt Ly, công tử gọi ta là Nguyệt Ly là được, các chủ cũng quá khách khí. Lão giả bên cạnh nghe vậy trong lòng thầm kinh hãi, nhìn không được liếc mắt nhìn tầng trần. Các chủ sẽ không thật sự động tâm với tiểu tử kia chứ. Nên biết tục danh các chủ cho dù là ở vạn cổ các người biết cũng không nhiều, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy các chủ chủ động giới thiệu tên của mình như thế. Tần Trần mỉm cười cũng là lơ đến chỉ chấp tay nói, nguyên lai like là sợ các chủ kính xin sợ các chủ mau chóng giám định một phen giá cả. Tốt. Vạn cổ các chủ cầm lấy chí bảo không gian trực tiếp giao cho lão giả bên cạnh. Chu An ngươi định giá một chút. Vâng, các chủ. Lão giả vội vàng nhận lấy tinh tế đánh giá. Bên cạnh vạn cổ các chủ cũng là cười hiếp mắt nhìn tần trần, công tử cứ như vậy đem bảo vật giao lại đây chẳng lẽ không sợ Nguyệt Ly đem bảo bối của ngươi cho nuốt riêng sao? Nuốt riêng bảo vật của đại nhân. Tác la già không thể không ngẩng đầu lên. Tần trần khóe miệng mỉm cười thản nhiên nói, sợ các chủ nếu cảm thấy có thể nuốt xuống tầng mổ bảo bối. Đại khả nuốt chính là, bất quá những bảo vật này chính là tầng mổ tiện tay cướp đoạt mà đến sợ các chủ nếu dám nuốt tầng mổ tự nhiên cũng có thể đoạt lại các chủ cảm thấy thế nào tần trần cười híp mắt nói khanh khách vạn cổ các chủ cười khẽ tần công tử nói đùa nguyệt ly cũng chỉ thuận miệng nói sao dám nuốt bảo bối của công tử cho dù mượn nguyệt ly mười lá gan cũng không dám a à, các chủ lúc này vạn cổ các tổng quản sự rất nhanh liền tính ra tất cả giá trị tần công tử cho không gian chí bảo bên trong, có khô lâu hội những năm gần đây cướp đoạt tới rất nhiều bảo vật. Cùng với phủ thành chủ mong thác thống lĩnh cất giữ rất nhiều bảo vật, tổng cộng giá trị 110 vạn đế tinh tả hữu. 110 vạn Tần trần nhướng mày, trên người hắn hiện giờ ước chừng có 867 vạn đế tinh. Cộng thêm 110 vạn này. Trùng hợp như vậy, khoảng cách 1.000 vạn, vừa vặn kém mấy chục vạn chẳng lẽ vạn cổ các biết mình cần bao nhiêu đế tinh. Hắn nhìn vạn cổ các chủ cùng vạn cổ các tổng quản sự, không khỏi khẽ lắc đầu, đế tinh trên người mình đối phương cũng không biết hẳn là không đến mức sẽ như thế. Vạn cổ các tổng quản sự nhìn thấy Tần Trần nhíu mày trong lòng không khỏi nhảy dựng. Vội vàng tiến lên một bước nói, Tần công tử lão phu đều dựa theo giá cả bình thường mà tính, già trẻ không gạt tuyệt đối không có cố ý ép giá. Ta đến xem vạn cổ các chủ tiếp nhận chí bảo không gian nhẹ nhàng đảo qua liền lộ ra bộ dáng hiểu rõ thì ra là thế nói xong nàng nhìn về phía tần trần khẽ cười nói tần công tử chu an là ta vạn cổ các tổng quản sự ta vạn cổ các rất nhiều sự vật đều là hắn lo liệu đối với bảo vật hắn là hiểu rõ nhất hắn sở dĩ đưa ra một cái báo giá như vậy một là bình thường bán ra bảo vật từ trước đến nay so với giá mua thấp hơn không ít thứ hai bảo vật trong chí bảo không gian của tả cốt hội trưởng này đều là rất nhiều tài nguyên mà khô lâu hội cướp đoạt mấy năm nay, lượng lớn nhưng giá trị cũng chưa chắc rất cao cho nên bán lấy tiền mặt vô cùng khó khăn. Toàn bộ Nam Nguyên thành sợ là không có mấy thế lực có thể dễ dàng nhận lấy những bảo vật này rồi bán ra ngoài. Hơn nữa mông thác thống lĩnh chính là đại tướng dưới trướng phủ thành chủ, bảo vật của hắn mặc dù kiên kỵ thực lực tần công tử, thế lực bình thường cũng không dám nhận cũng chỉ vạn cổ các ta có thể dễ dàng ăn cho nên cái giá này vẫn rất công bằng. Vạn cổ các chủ giải thích. Thôi 110 vạn thì 110 vạn đi ta muốn tiền mặt. Tần Trần thản nhiên nói. Trong đầu hắn đã suy nghĩ kém mấy chục vạn đi nơi nào lấy tới. Được, Tần Công Tử sản khoái. Vạn cổ các chủ mỉm cười giơ tay lên. Đầm. Trên mặt đất toàn bộ đại điện, trong nháy mắt xuất hiện một đống lớn đế tinh chồng chất như núi rất nhiều đế tinh lóng lánh mắt người nở rộ ra hoa quan chói mắt. Số lượng này tuyệt đối không chỉ một trăm vạn. Người đây là... Tần Trần nhướng mày. Vạn cổ các chủ mỉm cười, tần công tử nơi này là ba trăm vạn đế tinh. Xem như tiền mua rất nhiều bảo vật của công tử kính xin công tử vui lòng nhận. Ba trăm vạn. Không phải một trăm mười vạn sao? Tần Trần nhíu mày. Tác La Gia cũng nhìn không được ngẩng đầu lên, miệng há to trong tay hắn chén trà bên trong trà trà, đến bây giờ đều còn chưa uống xong đâu. Vạn cổ các chủ cười khẽ, trong 300 vạn này, 110 vạn là tiền mua hàng, còn lại gần 200 vạn xem như nguyệt ly cho tần công tử mượn. Cho đại nhân mượn. Tát la gia sửng sốt. Vạn cổ các chủ cười nói, ta xem một ít bảo vật trong đó đối với tu hành cũng có trợ giúp, tần công tử đã dễ dàng bán lấy tiền mặt như vậy nghĩ đến là tương đối cần tiền cho nên mới cố ý trả thêm 200 vạn để tin cho tần công tử dùng, chờ tần công tử về sau có tiền trả lại cho Nguyệt Ly là được. Cho ta mượn. Tần Trần nở nụ cười không khỏi liếc mắt nhìn đối phương. Vạn cổ các chủ này, thú vị. Bạn đang nghe truyện tại Tán Tu, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.